trong cái đống tiếng Việt lộn xộn của anh. Họ khuấy xong mong cho biển động thật mạnh, và để lúc đó biết em có anh. Và nếu như không có anh, chuyến tàu này có thể trễ gốc rễ vài chục năm. Người ta chôn lấp mất kiên nhẫn, nhiều lần được anh ôm ấp em đừng lao thân vô vòng xoáy.